châu Âu vào năm 2045 trở nên hỗn loạn. Có kẻ đột nhập. Bosco, tên tướng khát máu, luôn bị ám ảnh bởi tham vọng gia tăng quyền lực bằng nghệ thuật dụng binh cổ xưa. Không được các bậc sư phụ truyền bí kíp, hắn đã ra tay sát hại tất cả. Ngươi muốn bắn ta, hãy làm tình với ta. Tại sao ta không làm cả hai chuyện đó? Mời quý vị đón xem bộ phim hành động của điện ảnh Đức Thử Thách, phát lúc 12 giờ Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2012, phát lại vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 4 tháng 1 năm 2013 trong chương trình Điện ảnh Thế giới trên Sài Gòn Channel.